À, chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về cái gọi là bí quyết tập luyện đàn guitar. Thì cái bí quyết đó là ngày hôm nay các bạn phải giỏi hơn ngày hôm qua, giỏi hơn chính mình. Thế thì các bạn nghe tới đây thì biểu là nói như vậy thì thằng nào mà chẳng nói được, đúng không? Ngày hôm nay giỏi ngày hôm qua, bí quyết cái gì đó mà bí quyết đó. Thì chúng ta sẽ xem xét tiếp hai khía cạnh. Thứ nhất là chúng ta làm sao biết chúng ta giỏi hơn, và giỏi hơn ở trong cái khía cạnh nào đó, thì đây mới là vấn đề. Thì cái cách này tôi học được của những tay lão làng trong nhạc jazz, chứ không phải là tôi tự nghĩ ra. Tôi nghe theo người ta dạy, chỉ dạy đó. Và tôi cũng đã có đề cập về một vài lần, nhưng mà nó không có tách bạch ra thành một cái chủ đề, thành ra có thể là có nhiều người bỏ qua, và ngay cả học viên tới học với tôi thì tôi cũng phải lặp đi lặp lại cái chuyện này. Cái vấn đề là chúng ta đa số chúng ta luyện tập á, thì nó lại thiên về cái luyện tập để mà trình diễn, hiểu không? Nôm na như vậy thì trong tiếng Anh nó gọi là cái performance based practicing, để các bạn tập với mục đích là để trình diễn, để biểu diễn. Thì nếu chúng ta học cổ điển á, chơi nhạc cụ cổ điển thì phần nhiều nó là như vậy. Có nghĩa là tôi học để mà tháng sau hay là một năm sau tôi trình diễn được bài này, tôi trình diễn được bài kia, tôi đánh được bài này, tôi đánh được bài kia, thì cái đó là mục đích chính, và tôi nhìn cái đó để tôi đo cái sự tiến bộ. Không, tháng này tôi không đánh được, tháng sau tôi đánh được, thì có nghĩa là tôi tiến bộ rồi. Thì cái đó nó cũng không có gì là sai. Tuy vậy thì nếu chúng ta tập theo cái kiểu như vậy đấy, thì chúng ta phải, để mà chơi cái nhạc hiện đại, thì tôi nghĩ là chúng ta đặt thêm một câu hỏi như thế này là ok, tháng sau tôi đánh được bài đó, nhưng mà cái kiến thức và cái lỗ tai hòa âm của chúng ta có tiến bộ hay không, chúng ta có áp dụng được cho những bài khác hay không, cái tiết tấu của chúng ta nó có tốt hay không, chúng ta có hiểu gì thêm không, có nghe được gì thêm không, để áp dụng vào những chỗ khác. Những cái mà chúng ta tập để đánh được bài này có phải là của chúng ta hay không, hay là chúng ta chỉ nhìn trên bản nhạc, hoặc là chúng ta bắt chước lại người ta và chúng ta đánh lại, thì cái đó chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó. Cái cách tập luyện của bên những cái người nhà jazz, người ta chỉ là nó không phải là cái đó, không phải là cái performance based practicing, mà chúng ta phải tập những cái chia ra thành những cái thành tố, và những cái bài tập càng nhỏ càng tốt, nhưng nó phục vụ cho cái kỹ năng, cái kiến thức mà sau này sẽ áp dụng được. Đó, tại sao phải chia như vậy? Tại vì khi chia nhỏ thì chúng ta mới mới tập trung hoàn toàn vào chuyện đó, và chúng ta tận dụng được cái thời gian, dẫu có 5-10 phút chúng ta cũng tận dụng thời gian. Và cái tập luyện đó nó không có hướng tới cái chuyện trình diễn, có nghĩa là các bạn có thể tiến bộ nhưng chỉ có các bạn thấy thôi, chứ còn cái người bên ngoài người ta không thấy. Đó, thì cái đó lại là cái mà làm cho chúng ta không thích cái chuyện tập luyện như vậy. Giả sử các bạn tập luyện có những cái chuyện có thể rất nhỏ như thế này, ví dụ như chúng ta đánh đàn về mặt kỹ thuật, chúng ta có những cái thế bấm hợp âm mà chúng ta chưa có rành, chúng ta bấm nó trục trặc, thì chúng ta chỉ tập trung chúng ta giải quyết cái vấn đề kỹ thuật thôi. Chúng ta có 10 phút chúng ta cầm đàn lên, chúng ta chỉ tập bấm cái dạng hợp âm đó thôi, và không có một cái gì khác. Thế thì người ở bên ngoài, người ta khi các bạn đánh, người ở bên ngoài người ta có nhìn thấy cái đó không? Nhưng các bạn nhìn thấy cái đó, các bạn biết cái đó. Hôm nay tôi bấm vẫn còn trục trặc, hôm sau tôi bấm khá hơn, tức là tôi giỏi hơn tôi ngày hôm qua. Các bạn học một cái phần hợp âm nào đó, một phần hòa âm nào đó, hôm nay các bạn học và ngày mai các bạn có thể áp dụng cái phần rất nhỏ đó, ví dụ một cái loại hợp âm gì đó, để các bạn áp dụng được cho các bài khác, đúng không? Các bạn không có đánh, người ngoài biết không?
không biết. Nhưng các bạn biết không? Biết. Các bạn biết là gì? Ngày hôm nay tôi học được cái này, tôi giỏi hơn ngày hôm qua. Tôi không giỏi hơn ai hết, nhưng tôi giỏi hơn chính tôi vào ngày hôm qua. Các bạn nghe một bản nhạc, các bạn biểu là à, cái này hình như cái tiết tấu nó có một cái gì đó mà tôi thấy nó hay, nhưng mà tôi không biết nó là cái gì. Và tôi cố gắng tôi nghe, tôi có 10 phút tôi nghe chưa được, nhà tôi bận việc gì đó tôi đi làm, xong 10 phút sau tôi, một tiếng sau tôi rảnh, 50 phút tôi lại bật lên tôi nghe. Xong tôi tìm, hình như là cái tiếng trống này nó có một cái gì đó. Tôi biết chắc chắn là do cái ông trống nó đánh có một cái gì đó hay, nhưng mà tôi không biết. Xong một lát nữa tôi lại bật lại tôi nghe tiếp. Hình như cái tiếng snare này nó có một cái gì đó, nó đánh vào những cái phách nào đó, cho nên nó mới hay. Rồi ok, thế thì nguyên một ngày đó các bạn làm việc như vậy, không? Từng 10 phút một thôi, rồi chúng ta cũng sẽ được khoảng 30-40 phút. Chừng 3-4 cái 10 phút như vậy là chúng ta đã có 40 phút rồi. Chúng ta tận dụng được thời gian vì sao? Vì chúng ta chỉ tập trung vào một cái điểm rất nhỏ thôi. Và một ngày hôm đó có thể bạn vẫn chưa nghe ra cái tiết tấu nó là cái gì, nhưng nó đã giúp bạn để ý. Từ lúc đầu chúng ta không hiểu, không nghe được cái gì cả, cho tới lúc chúng ta phát hiện là là do ông trống, cho tới chúng ta phát hiện là do cái tiếng snare của ông đánh. Thì tới ngày hôm sau các bạn có giỏi hơn ngày hôm trước không? Có vì các bạn đã tập nghe được một chút, đã nhận ra được một cái mà trước đó các bạn không nhận ra. Vậy các bạn có giỏi hơn ngày hôm qua không? Có. Các bạn giỏi hơn, người ở ngoài có biết không? Không. Nhưng các bạn biết không? Các bạn biết. Đó là ngược lại. Ngược với cái mà gọi là performance based practicing. Tức là cái kia thì các bạn tập để người ngoài nhìn thấy các bạn giỏi, các bạn tiến bộ. Còn các bạn tập theo cái hướng này mà tôi nói là người ngoài không biết, nhưng chúng ta biết. Cái chúng ta tiến bộ là cái nội lực, cái mà chúng ta về sau chúng ta sẽ áp dụng được những cái khác. Tất cả những cái tôi tập hiện bây giờ nó cũng chỉ dựa trên cái đó thôi. Đó lý do là trước giờ tôi vẫn đánh một cái bài gì đó, tôi chỉ bấm như cái camera này, tôi bấm theo, tôi chẳng chỉnh sửa, tôi cũng chẳng có gì. Vì mục đích của tôi không phải là vậy, không phải là trình diễn. Mục đích tôi là tôi đánh cái bài đó thì chỉ có tôi biết thôi. Là thí dụ như tôi đang muốn áp dụng một cái tiết tấu gì đó tôi nghe được, hoặc là một cái loại hợp âm gì đó, một cái cách hòa âm gì đó mà nhỏ thôi tôi áp dụng được, thì tôi muốn ghi lại. Nó giống như là mình ghi lại, mình để đó, mình làm tư liệu. Thì chỉ thật ra những cái bài tôi đánh chỉ có tôi biết là tôi đang muốn làm cái gì thôi. Còn thật ra ai thấy hay hay ai thấy không hay chuyện đó, đối với tôi thật ra cũng chẳng quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Vì có cả tỷ người người ta đánh giỏi hơn mình. Mình đâu có là cái gì mà mình quan tâm tới chuyện đó. Mình làm việc mà mình giỏi hơn cái ngày hôm qua mình, thì theo tôi cái đó mới là cái quan trọng nhất. Đó. Thì trở lại cái chuyện, cái cách tập luyện giữa cái mà các bạn tập luyện thiên về hướng trình diễn, là các bạn quan tâm tới người ở ngoài, người ta nghe như thế nào. Các bạn có thể đánh được 10 bài nhưng cái nội lực của các bạn không tăng, hoặc là tăng rất ít. Vậy các bạn không hiểu thêm hòa âm, các bạn không hiểu thêm tiết tấu, các bạn không nghe thêm được hòa âm, không nghe thêm tiết tấu, không áp dụng được những cái mình đã đánh vào trong những trường hợp khác, thì cái đó nó không phải thuộc cái nội lực, nó không phải là cái của mình. Cũng như các bạn học thuộc một vài cái đoạn văn nào đó, nhưng biểu các bạn viết lại một đoạn văn khác bạn không viết được, hoặc các bạn ứng phó với một tình huống mới trong ngôn ngữ các bạn không ứng phó được, vì các bạn không có tập cái nội lực đó. Còn ngược lại, các bạn tập những cái rất nhỏ thì nó làm tăng cái nội lực của bạn ngày này qua ngày khác. Đó. Người ta có nhìn thấy hay không? Sẽ không nhìn thấy. Nhưng tới một thời gian nào đó, tất cả những cái nhỏ đó, nó ghép lại, nó sẽ thành một cái mà các bạn ứng dụng được, và các bạn sẽ thấy là các bạn thực sự là có cái năng lực đó. Ví dụ các bạn sử dụng ngôn ngữ thì các bạn có cái năng lực đó. Còn các bạn có thuộc 100 cái bài văn mà bên trong các bạn không hiểu văn phạm, các bạn không có sử dụng được từ mới, các bạn không có một cái mẫu câu, các bạn không có mọi thứ, thì cả đời các bạn cũng không có thể sử dụng được ngôn ngữ đó. Đó thì đó là hai cái cách. Mà khác cái cách kia, như tôi nói, các bạn có thể sử dụng được, vì chúng ta chia ra những cái rất nhỏ nên chúng ta có thể sử dụng được những cái mảnh thời gian nhỏ, tại 5 phút, 10 phút, thậm chí không có cái đàn vẫn ok. Thì đó là toàn bộ
cái gọi là bí quyết tập luyện nó xuất phát từ một cái cách nhìn tập luyện hoàn toàn trái ngược nhau, thì nó sinh ra những cái như vậy. Đó. Thì tôi đưa ra những cái này để các bạn xem, không phải là cái của tôi nói là đúng, mà khác, cái này cũng không phải tôi nói mà là tôi học được của những người khác đó, và tôi đã áp dụng, tôi thấy là nó tốt. Thì các bạn, thì tôi nói lại để các bạn so sánh, để các bạn thấy nó năm bảy cách tập luyện cái nào là phù hợp, thì các bạn dùng hết cái tư duy của mình và cái phán xét của mình để mà chúng ta chọn lựa. Rồi, xin cảm ơn.